Ui, ba con tuyệt đẹp luôn. Mọi nhìn này. Tổ mào nha anh em nhá. Lở hai con này nhá. À lở ba con nhá. Quá đẹp luôn. Ui ôi, đẹp tuyệt vời này mọi người này. Wow, bọn này bay truyền rồi, bọn này biết ra tổ rồi. Ôi bọn này ra tổ rồi. Rơi một con rồi. Ôi rơi hai con này. Ui nhìn chưa? Tôi chết rồi, rơi hai con rồi. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình nhá mọi người nhá. Thì video hôm nay lại là một video đi săn tổ chim mọi người ạ. Đấy. Thì bây giờ mọi người biết là cái mùa chim sinh sản đấy, nên là mình tranh thủ cứ có thời gian rảnh cái là mình lại đi săn tổ chim nhá mọi người nhá. Một phần là để nuôi, còn một phần để tặng anh em bạn bè. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ đi ra một số khu vực mới nhá mọi người nhá. Thì mình hay đi phóng xe đi lang thang đấy, mình thăm dò đấy mọi người ạ. Đấy, xong rồi mình phát hiện những khu nào mà khả năng nó có nhiều tổ chim ấy là mình sẽ nhớ, và hôm nào rảnh rảnh ấy, cuối tuần mình không phải đi làm ấy, thì mình sẽ ra đấy mình tìm. Ok nhá. Thì hôm nay trước khi đi tìm thì mình sẽ quay lại mình kiểm tra mấy cái tổ mà tuần trước mình phát hiện ra được nhá mọi người nhá. Đấy. Thì cách đây cũng phải một tuần rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay lại mình kiểm tra mấy cái tổ mà nó đang ấp ấy mọi người ạ. Tuần trước thấy nó ấp rồi, có 1-2 tổ trào mào với mấy tổ bách thanh đấy. Thì bây giờ mình sẽ quay lại mình kiểm tra mấy tổ đấy trước nhá. Sau đó thì mình sẽ ra các cái khu vực mới để mình tìm tổ nhá mọi người nhá. Ok, bây giờ mọi người cùng theo chân mình đi kiểm tra trước nhá. Đấy, cái tổ chó mào của mình ở trong cái dạng nhãn kìa mọi người kìa. Thì cái cách đây khoảng hơn một tuần, cái khoảng 10 ngày thì mình kiểm tra thì nó đang có 3 trứng nó đang ấp. Đấy. Bây giờ cũng được khoảng chục ngày rồi mọi người ạ. Đây mình vắt xe đây nhé. Bây giờ mình sẽ vào mình kiểm tra nhé, xem nó lở chưa nhá. Vắt xe nào. Thì có một thằng cu em mọi người ạ. Nó hẹn là chiều mai nó qua nó xin mình một tổ chào mào về nuôi. Đấy. Nên là hôm nay mình sẽ ra mình thăm cái tổ này nhá, là mình tính là cho thằng em nó cái tổ này. Theo như cái tính toán của mình thì khả năng là tổ này nó lở rồi, nhưng không biết là con nó to chưa thôi. Bây giờ mình sẽ ra mình kiểm tra nhá mọi người nhá. Nếu mà mai nó mà bắt được rồi, nuôi được rồi thì mình sẽ bắt để kỷ niệm với thằng em nhá. Ở đây nó có cả một tổ bách thanh nhá. Đây này, cái mà mình nhìn cái dạng nhãn này. Đấy. Đẹp lắm. Dạng nhãn đây thì nó cũng thấp thấp thôi. Đây mình xem tổ bách thanh trước, sau đó mình sẽ kiểm tra tổ chào mào nhá. Tổ bách thanh nó ở cây nào? Như ở cây trên này vậy. À đây, đây tổ bách thanh đây. Đây tổ bách thanh nha mọi người này. Ấy thì hôm mình lên thì nó cũng đang có 4 trứng. Hôm nay nên xem trước hết là xem cái tổ này đã, xem tình hình như thế nào. Đấy, con mẹ vừa bay phọt ra ấy mọi người, nhìn thấy chưa? Chẳng nhẽ vẫn đang ấp, chẳng nhẽ nó ấp lâu thế rồi. Tuần nay rồi. Hơn tuần nay rồi. À lở rồi mọi người ạ. Mới lở. Ồ mới lở có 2 con. Tức là tổ này vẫn đang ấp này mọi người này. Còn một quả chưa nở này. Thấy chưa? 4 trứng mọi người nhá. 4 trứng thì nó mới lở được 3 quả thôi. Okay, còn một quả nữa chắc là chỉ trong ngày hôm nay là nó sẽ lở thôi. Đây bây giờ sang xem tổ chào mào nhá mọi người nhá. Đây tổ chào mào là cái cây thưa thưa này mọi người này. Đây 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 đây. Kia. Đây đây đây. Trước tay mình này mọi người này. Đấy, để mình đi mình kiểm tra nhá. Đây là tổ mào, đây tổ mào, đây tổ mào đây mọi người này. Đấy. Đây mình kiểm tra cái này nhá. Đây đây tổ mào đây mọi người này. Ui, mới lở mọi người ơi, đẹp chưa này? Lở rồi anh em ơi nhá. Lở rồi mọi người nhìn này. Ui, ba con tuyệt đẹp luôn. Mọi người nhìn này. Lở rồi mọi người ạ. Ấy nở này chắc tầm được khoảng 3 ngày mọi người ạ. Đẹp, tầm này đẹp rồi, tập này nuôi cũng được rồi mọi người ạ. Nở rồi anh em nhá, nở rồi. Ba con quá đẹp luôn.
Nhưng mà tầm này mà để đẹp hơn nữa mọi người ạ, tốt nhất nên để khoảng thêm khoảng 2 đến 3 ngày nữa nuôi là đẹp. Để cho nó tẽ đông ống cái nuôi thì đẹp mọi người ạ. Tầm này nó mới lở được khoảng 2 ngày thôi thì nuôi được rồi, nhưng mà để mà đẹp ấy cố gắng để thêm khoảng 2 3 ngày nữa mọi người ạ. Cho nó tẽ lông ống thì nuôi nó sẽ chắc hơn mọi người. Đẹp lắm, tổ màu nha anh em nhá. Lở 2 con rồi nhá. À lở 3 con nhá. Quá đẹp luôn. Nếu mà thằng em qua nhắn tin cho mình ấy. Em qua nhắn tin cho mình, nhưng mà chiều mai mà qua được ấy, chiều mai qua được thì mình sẽ bắt cho kỷ niệm với thằng em tổ này nhá. Ok, tổ này nói chung là nuôi được rồi. Đấy, hẹn thằng em chiều mai thì bắt, nếu mà có thời gian anh để thêm 2 3 ngày nữa thì đẹp, nhưng mà thôi. Bắt tầm đây tầm này cũng được rồi. Ok nhé. Thằng em hôm qua nhắn tin lại cho anh nhá. Chiều mai qua sẽ kỷ niệm thằng em tổ này nhá. Ok, bây giờ thì để phục vụ đam mê của anh em mình tiếp tục mình đi săn nhá. Đấy, mình sẽ đi ra mấy cái chỗ mà theo kinh nghiệm của mình là có thể có nhiều tổ chim đấy, thì mình sẽ qua đấy mình tìm để tiếp tục kỷ niệm cho những anh em đam mê. Ok nhá. Đây, bây giờ mình sẽ đưa mọi người ra cái dặn vải ở cái chỗ rìa cánh đồng nhé mọi người nhá. Và trong đây thì nó rất là yên tĩnh và nó mát luôn. Khả năng là mình sẽ để xe ở đây vì đường trên này nó hơi khó đi mọi người. Rồi để xe ở đây đi. Mình sẽ mang theo chai nước đi vừa uống nhé mọi người nhá. Tìm tổ chim này nó khát nước lắm. Quá cỏ vào. Rồi ok anh em nhá. Anh em cùng theo chân mình nhá. Thám hiểm cái khu này nhá mọi người nhá. Rồi mọi người nhìn chưa? À, dài tít tắp dưới kia luôn. Mọi người sẽ đi dần dần dưới đây lên nhá, xem này có thu được chiến lợi phẩm gì nhá. Xe cứ vứt đây thôi, không an toàn không no mọi người. Ui giời. Ôi nhìn chưa? Một tổ đầu tiên này, cây đầu tiên luôn. Đây, thằng tay mình này. Không biết là chào màu hay là bách thanh nhá. Để mình trèo lên xem nhá. Đây đây đây. Tổ này mỏng tổ lắm, khả năng là chào màu, không phải bách thanh. Cũng dày tổ phết đấy. Đây này mọi người nhìn tổ chưa? Nhưng mà chắc chắn là không phải bách thanh rồi. Tổ này là tổ màu rồi. Cây đầu tiên luôn đã ăn hàng rồi. Anh xem tổ này có gì chưa? Trông tổ có vẻ cũ cũ. Hay là bay mất rồi. Đây anh em nhìn tổ này. Rồi mọi người nhìn tổ màu chưa? Đúng tổ màu luôn nhá. Quan trọng bây giờ xem có gì chưa đã. Đây mọi người đây, tổ đây. Tổ màu đây. Ôi bay rồi, đúng như dự đoán của mình anh em ạ. Ôi nhìn này, tổ nó ra tổ rồi. Ui bay rồi. Đến muộn rồi mời ạ. Đây tổ đây. Tổ màu luôn. Đến muộn rồi, bay rồi. Bí quá. Tổ đầu tiên này bay mất rồi. Phí quá mọi người ạ, đến hơi muộn. Tầm này đến mà vào cuối tuần trước thì là khả năng là bắt nguyên tổ luôn. Ngay cây đầu tiên ăn hàng mà. Tiếc quá mọi người ạ. Tính đúng cái tổ bay rồi. Rồi không sao, mới cây đầu tiên thôi. Anh em tiếp tục nhá. Đây, chuyện này còn dài lắm, thoải mái. Ui dồi ôi, mọi người nhìn thấy chưa? Ai bách thanh em ơi, tổ thứ hai xuất hiện nhá. Rồi hoa tổ bách thanh mượn rồi, để mình trèo lên xem tình hình sao nhá. Ui tổ to đúng luôn, biết ngay là bách thanh rồi. Hải chiến thôi, cây này dễ trèo hơn cây trước mọi người. Cây trước cặp tổ màu bay rồi, cây này không biết là có may mắn hơn không. Tổ này biết may mắn hơn đâu. Đây này, to đúng luôn. À đấy, con bách thanh nó mẹ nó kêu đấy mọi người, thế chắc là tổ này chưa bay. Tổ này chắc chưa bay rồi. Không biết có gì trong chưa. Ui có con đẹp tuyệt vời. Ui sao có con đàn màu bông nó bay về nó hót nhỉ. Tổ này tổ bách thanh cơ mà. Bách thanh chứ không phải tổ màu bông đâu. Ui ôi đẹp tuyệt vời này mọi người này. Wow, bọn này bay truyền rồi, bọn này biết ra tổ rồi. Ôi bọn này ra tổ rồi, rơi một con rồi. Ôi rơi hai con này. Ôi nhìn chưa, tôi chết rồi, rơi hai con rồi.
Ôi ơi, con nó ra tổ rồi mọi người ạ, biết ra tổ rồi. Nhưng mà nó chưa bay được. Con này ngu thế. Đây rời tổ rồi. Đang chạy nè mọi người này. Ui đẹp thế, đẹp tuyệt vời luôn này mọi người này. Bách thanh non đẹp chưa này. Đẹp dã man luôn. Này mọi người đẹp không? Cặp này lùi quá đẹp luôn, hai con này. Đây một con nữa này. Đây hai con này mọi người này. Đẹp chưa? Đấy, mọi người thấy chưa? Bọn này nó ra tổ rồi mọi người ạ. Nó rời được tổ rồi nhưng mà nó chưa bay truyền được. Đây, đẹp tuyệt vời luôn. Này. Đấy. Đẹp không? Thế mà mình sẽ thả lên tổ cho mọi người nhá. Thì thực ra là mình cũng không có nhu cầu nó nuôi đâu anh em ạ. Chủ yếu là đi tìm này để gửi tặng anh em thôi. Anh em nào qua thì mình bắt cho thôi nhá. Nên là mai thì anh em nào qua được thì mình sẽ quay lại mình bắt tổ này cho mọi người. Thì mai tổ này nó vẫn chưa bay đâu mọi người ạ. Nó chắc nó phải vài ba hôm nữa nó mới bay được. Đây nó chỉ là nó nhảy ra khỏi tổ thôi chứ mà nó vẫn chưa biết bay. Nên mà tạm thời mình cứ để cho con bố mẹ nuôi nhá. Mình tiếp tục mình thả lên tổ nhá. Trên kia có hai con nó chuẩn bị nó nhảy ra khỏi tổ kìa. À nó nhảy rồi kìa. Nó nhảy rồi đang đậu kìa. Đang đậu chơi bơi gì kìa. Đấy. Quay nó nhảy ra khỏi tổ rồi nhưng mà nó chưa biết bay. Đấy mọi người nhìn nó nhảy chơi bơi chưa? Ok nhá. Giờ mình sẽ lên mình đặt hai con này lên trên nhá. Tạm thời sẽ chưa bắt. Anh em nào kết thì mọi người qua thì mình lại quay lại mình bắt tổ này. Đẹp tuyệt vời luôn mọi người ạ. Đặt cho nó lại trở về tổ nhá. Mọi người đặt nó lại về tổ như cũ rồi nhá mọi người nhá. Ok mọi người nhá. Thế là mình phải đặt ba con lên tuổi tổ kìa. Một con đang vẫn đang chơi vơi kìa mọi người kìa. Thế cứ đùa nhảy ra khỏi tổ thôi. Đấy nó đứng ở mép tổ kìa. Đấy. Ok nhá mọi người nhá. Thì mình cũng chưa có nhu cầu bắt nên là mình sẽ cứ để đấy cho bố mẹ nuôi nhá. Anh em nào mà kết thì liên hệ mình. Thì một hai hôm nữa mình quay lại bắt thì vẫn thoải mái mọi người ạ. Nó cũng chưa bay được đâu. Đây là bố mẹ này. Ok. Mình sẽ tiếp tục nhá mọi người nhá. Ui tổ bạch thành quá đẹp luôn anh em ạ. Vừa biết bay truyền luôn. Vừa biết nhảy ra khỏi tổ luôn. Cái này hết rồi. Quá đẹp mọi người ạ. Hết rồi. Đây bây giờ mình sẽ vào khu trong này nhá mọi người nhá. Đây. Tiếp tục đi vào khu trong này khám phá nhá mọi người nhá. Đây, khu này còn rậm rạp hơn nhiều mọi người ạ. Đấy. Mọi người theo chân mình nhá. Đấy, trong khu rất rậm rạp ạ. Mỗi tổ đây nó gần đường giao thông ạ. Bên kia đường giao thông nên là đó là bọn bịp nó không thích làm mấy. Và những bụi tre như này nó rất là đẹp này. Ui. Đây có tổ gì đây mọi người này. Đây này. Không phải tổ bìm bịp nhưng mà tổ tí, tổ co hay tổ gì ấy. Đây mình kiểm tra thôi. Đây này, mọi người nhìn thấy chưa? Nó tha rác này. Toàn lá cây này. Đây chắc chắn là tổ chim rồi. Để mình treo lên xem là cái tổ gì nhá. Đây tổ đây mọi người này. Ui, có trứng. Trứng. Ui trứng to luôn, không biết là trứng chưa. Co hay là bìm bịp nữa mọi người này. Đây, nhìn thấy trứng trắng rồi. Để mình trèo lên cao mình quay rõ cho mọi người xem nhé. Đây. Ui, quả trứng to thế. Mọi người nhìn này. Có một quả trứng nhá. Mọi người nhìn thấy chưa. Ý, quả trứng to dã man luôn. Ui, quả trứng to lắm mọi người ạ. Không biết là tổ gì. Khả năng là tổ co rồi. Chúng tỏ dã man luôn. Khả năng nó vẫn đang đẻ tiếp. Ấy là ngay bụi tre này. Đấy. Ok mọi người nhá. Để vài hôm nữa mình sẽ quay lại mình kiểm tra xem tổ này là tổ gì nhá mọi người nhá. Mọi người cũng tiếp tục tìm tổ ở đây nhá mọi người nhá. Đây mọi người nhìn nhá. Rất là tùm luôn nhưng mà mỗi tổ nó gài cạnh đường giao thông thôi. Bách Thành đấy. Bách Thành kêu, không biết ở đấy có tổ không. Kêu ác lắm. Ui, buồng chuối này. Anh em nhìn buồng chuối dã man chưa. Chim nó ăn này. Toàn 9 cây rồi. Quý chưa này. Làm mấy quả về cho chim nó ăn. Ui. Với 9 cây anh em ạ. Ui. Cái trang trại người ta bỏ lâu rồi không ra thăm. Ui chuối này. Chuối 9 cây này mới ngon này mọi người này. Này mình ăn nó quá ngon luôn này. Này. Đây mọi người nhìn nhiều chưa. Ui.
cả một buồng luôn này. Ấy, ở quê không thiếu đồ chim mọi người ạ. Ở quê đồ chim thì quá nhiều luôn. Ui, ui, còn thế. Ui, quả quả. Anh à, làm quả chuối cho tỉnh người đấy ạ. Ui dồi ôi, mệt quá anh em ạ. Làm quả chuối cho tỉnh người đấy nha mọi người nhá. Ui, chuối chín cây anh em nhá. Ngọt thế. Ui, ngọt thế. Có lẽ mình sẽ kết thúc cái video của mình ở đây nhá mọi người nhá. Đấy thì mình tìm một vòng trong đây rồi, vẫn chưa thấy cái tổ bìm bìm đâu mọi người ạ. Đấy thấy nó tha rác rồi mà, tìm vòng quanh chưa thấy đâu. Phát hiện được thêm mỗi tổ, một cái tổ ở bụi tre nhá. Và mình đang nghi đấy là tổ cò mọi người ạ. Trứng nó rất là to, đang có một trứng rất là to, đang nghi là tổ cò. Đấy, mấy ở trên chỗ cái vải bên trên nhiều mọi người kìa. Đấy có một tổ bách thanh ấy mọi người, một tổ bách thanh mà chim non nó nhảy tổ rồi đấy. Đấy tổ đấy thì trong vòng khoảng 2-3 ngày tới nó vẫn chưa bay đâu mọi người ạ. Đấy nên anh em nào kết thì đến mình bắt cho tổ đấy, quá đẹp luôn. Tổ đấy chim nuôi chỉ vài hôm là biết mổ thôi. Và cái tổ mào thì lỡ rồi mọi người nhá. Tổ mào chắc là 2-3 hôm rồi bắt được rồi. Thì tổ mào thì mình đã hứa cho một thằng em là mai đến nó bắt rồi. Đấy. Thì bây giờ còn cái tổ bách thanh ấy thì anh em nào kết thì đến thì mai mình bắt luôn cho nhá. Ok. Thì hôm nay là mình sẽ dừng video ở đây nhá mọi người nhá. Hôm nay đi săn tổ chim đến đây thôi. Cũng khá là mệt rồi mọi người ạ. Bây giờ ăn quả chuối rồi đi về thôi nhá mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong các cái video sau của mình nhá. Xin chào.